Review 3 tập đầu tiên của show hẹn hò Netflix The Boyfriend. 期待すれば本当に好きか分かるんだと思う. Ở Netflix Việt Nam thì không có coi được cái này đâu ha, tại vì tất cả các dạng TV show, reality show đều đã không có available Việt Nam vì một số chính sách của nhà nước với Netflix họ không đi điều hướng chung. Thì tôi đổi VPN nên tôi coi được. Đây cũng là một trong những show hẹn hò đầu tiên dành cho cộng đồng LGBT do Nhật Bản sản xuất. Các bạn đổi VPN xong thì thật ra trong đó có việc sập luôn nếu account của các bạn là đăng ký ở Việt Nam. Nhật Bản họ làm cái gì cũng đặc biệt hơn, tinh tế hơn là những nước khác. Từ cái cách kể chuyện, cái cách mà từng cá nhân chia sẻ câu chuyện á, nó đều rất là chân thật. Gần như là các loại nét đẹp của Nhật Bản đều có trong này. Và trong này ít nhất là khoảng 3-4 người là gu tôi. Nhưng mà tôi cảm giác là tôi thích một người mà gần là xa gu của tôi. Thật sự nếu như tôi gặp bạn đó ở ngoài đời thì tôi sẽ rất là muốn được ở bạn đó mỗi ngày luôn á. Tại vì tôi chỉ cần nhìn cái cử chỉ của bạn đó là tôi đã rất là thích rồi. Và show này coi thì cảm giác như là mọi thứ nó rất là nhẹ dịu, nó rất là ngọt ngào. Người ta thử thách với nhau, vẫn là viết thư, không để lại tên, đi bán cà phê chung với nhau. Mỗi ngày bạn phải chọn một người đi bán cà phê chung. Coi thì mình rất là enjoy và có nhiều đoạn mình cũng khóc vì câu chuyện của nhân vật. Mới có 3 tập thôi nhưng mà mình đã quá thích rồi. Mình coi liên tù tì luôn. Hiện tại đã có một cặp họ đã tìm được tình cảm với nhau rồi. Không biết là có kéo dài hay không thì mình sẽ rất là đợi được xem những tập tiếp theo. Show này là show ngọt liệm nha. Show ngọt như đường của mùa hè năm nay. Và tôi rất thích cái cách người Nhật họ làm cái show như vậy. Nó rất nhẹ dịu. Nếu như bạn có thể đổi VPN thì tôi nghĩ bạn nên xem một. Và đặc biệt là các bạn trong cộng đồng LGBT giống như tôi. Còn nếu như mà các bạn khác không coi thì thôi cũng không sao hết. Hết review rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này thì hãy cho Phúc một like. Và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.